Ngày 12 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP.HCM mở phiên xét xử Nguyễn Minh Thành, hay gọi là ông Cò, sinh năm 1977, ngụ quận 6, cùng 45 bị cáo khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong vụ trường gà quận 6 từng gây xôn xao dư luận. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 17 tháng 4 do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Trước đó, giữa tháng 12 năm 2022, Tòa án Nhân dân TP.HCM nhận được thông báo bị can Trần Văn Nghĩa ra đầu thú. Bị can Nghĩa bị Công an TP.HCM ra quyết định truy nã vào ngày 29 tháng 4 năm 2021. Vì thế, Tòa án Nhân dân TP.HCM hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhập vụ án để giải quyết. Theo cáo trạng, Thành là người đứng ra tổ chức quản lý, điều hành sòng bạc, thu lợi từ 1,3 tỷ đồng đến 1,4 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Thành khai chi tiền, quà cho một số cán bộ công an công tác tại Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an TP.HCM, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 6, Công an các phường 1, 2, 3 thuộc quận 6 TP.HCM để được tạo điều kiện hoặc bỏ qua, không kiểm tra. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai một phía của Thành. Cơ quan điều tra chưa thu thập thêm tài liệu chứng cứ nào khác và đang tiếp tục xác minh làm rõ, nếu có cơ sở thì sẽ xử lý sau. Trước đó, ngày 25 tháng 9 năm 2020, Công an TP.HCM ập vào khu đất trống trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6, bắt quả tang gần 200 người có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.